chào một ngày mới, chúc mọi người một ngày mới tốt lành. Ngày hôm nay mâm cơm chay của gia đình chị Duyên mình sẽ hướng dẫn mọi người một món canh bùn ốc. Mặc dù là một loại canh nó rất là đơn thuần, dễ nấu, không phải là gì khó khăn, nhưng mà cái chủ ý của mình ở đây là khuyến khích mọi người ăn uống một cách logic, có dinh dưỡng. Thì đây là bùn ốc, mình sẽ chọn những cái lá thật là non, lá non để mình nấu. Ở trong cái rau bùn ốc này chất dinh dưỡng nó rất là cao, bác sĩ cũng khuyến cáo chúng ta nên thường xuyên ăn canh bùn ốc. Nó có rất là nhiều canxi và nó cũng giống như là một bài thuốc thảo dược vậy đó. Chúng ta ăn chúng ta rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Vậy thì cái món canh bùn ốc ngày hôm nay mình sẽ nấu với đậu hũ luộc, đậu hũ tươi mình luộc. Thì nó đơn giản, nó dễ nấu, nhưng mà đại ý của mình ở đây là muốn khuyến khích mọi người nên ăn canh rau củ quả mỗi ngày. Bởi vì bùn ốc ở trong cái lá chắc diệp xanh này nó có rất là nhiều dinh dưỡng, có rất là nhiều đề kháng cho cơ thể. Nhất là cái mùa dịch bệnh như thế này thì mọi người nên thường xuyên ăn canh rau củ quả. Để khi cơ thể của chúng ta có đề kháng mà nó chống chọi lại được với thiên nhiên, với thời tiết. Rồi, vậy là mình đã tước xong bùn ốc, mình sẽ rửa. Bùn ốc thì nó cũng rất là dễ rửa, không có quá dơ, cái lá bùn ốc không có thấm nhiều bụi. Bùn ốc hôm nay mình mua rất là ngon, xanh. Mình đã nói thì rau mình thường xuyên mình rửa rất là nhiều lần, dù là nó có như thế nào, nó có dơ hay không mình cũng rửa nhiều lần kỹ là hơn. Chúng ta kỹ thì người trên hết bảo đảm. Mỗi loại rau mình rửa 3-4 nước vậy đó. Rồi, được rồi. Mình sẽ lấy ra để cho nó ráo nước. Rồi, chuẩn bị mình sẽ bắt nồi nước lên. Đây là nồi nước và đậu hũ, đậu hũ tươi. Đậu hũ tươi mình đã luộc qua. Và miếng đậu hũ nó rất là ngon. Xong thì chúng ta sẽ bắt nồi nước lên nêm nếm đường ngọt vừa ăn. Nêm. Đậy nắp lại đợi nước sôi nha. Còn đây là món đậu hũ mình xào với hành lá và cà ri. Cắt một chút hạt nêm vô. Cũng là một món ăn mặn cho bữa cơm ngày hôm nay. Bữa cơm chay của gia đình mình ngày hôm nay thì gồm có là đậu hũ chiên giòn, đậu hũ chiên giòn với hành lá với cà ri sa tế, và một tô canh bùn ốc. Thì đây là đậu hũ mình chiên sắp giòn rồi, khi nó sẽ vàng lên, nó giòn miếng đậu hũ, mình sẽ tắt bếp. Rồi, đậu hũ đã vàng, mình tắt bếp nha. Mình cắt đậu hũ ra miếng nhỏ. Xong mình để vô một cái chảo dầu. Mình cho dầu vô vừa xem xét với đậu hũ. Rồi mình sẽ chiên lên. Mình chiên lên khoảng chừng 15 phút. Khi đậu hũ nó đủ vàng rồi thì mình sẽ gắt một chút hạt nêm và cà ri sa tế và hành lá. Mình để thêm khoảng 10 phút sau nữa thì đậu hũ nó sẽ giòn và hành lá nó cũng sẽ vàng lên. Rồi, như vậy thì chúng ta có một món ăn mặn.
À, đây là một dĩa đậu hũ làm mặn để ăn với cái canh bùa ngót. Và đây là bùa ngót mình chuẩn bị để mình nấu canh. Rửa sạch sẽ để ráo nước. Rồi, nồi nước nó đã sôi lên. Khi mình nấu canh rau bùa ngót như thế này hay bất cứ canh cải, những canh rau lá xanh thì chúng ta nên để cho nước sôi thật là nhiều. Bởi vì khi nước sôi mình cho rau vào thì rau nó sẽ rất là xanh tươi, nó ngon. Mình không có để trước. Còn chỉ có canh bí rợ. Canh bí rợ mình để vô trước. Còn những cái canh bí đao, bầu, mướp, cải, bùa ngót, những cái loại canh này thì chúng ta phải nấu nước trước cho nước nó sôi lên thật là sôi. Thì khi chúng ta để rau củ vô thì rau củ nó sẽ chín lên có một cái màu xanh rất là ngon, tươi. Nhớ nha. Tùy theo cái loại canh mà mình để đồ vô trước về sau. Cho nên đó cũng là một cái ý trong cách mình nấu canh mình ăn. Thì khi nước nó sôi lên như thế này chúng ta để rau vô, rau nó sẽ rất là xanh tươi. Giờ mình sẽ đợi cho nó sôi lên trở lại, sôi một dạo nữa trở lại thì chúng ta sẽ tắt bếp. Khi để rau xong rồi mình đậy nắp lại cho nước nó sôi trở lại. Rồi, nồi canh đã sôi trở lại, chúng ta cho hành lá vào nha. Thường những cái món canh mình nấu hành lá nhiều nó rất là ngon, thơm ngon, làm tăng hương vị của canh. Rồi tắt bếp. Rồi xong mình cho ra tô nha. Như vậy là cái nồi canh bùa ngót với đậu hũ luộc của mình nó đã hoàn tất. Nhìn rất là ngon và hấp dẫn đúng không các bạn? Một bữa cơm chay của gia đình thì cái tô canh bùa ngót cho gia đình chúng ta rất là bổ dưỡng, đầy đủ chất dinh dưỡng và cũng rất là ngon. Canh bùa ngót ngon lắm. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Thì tất cả những cái món đồ ăn ở trong đồ chay của mình, canh, xào, gỏi đều góp phần làm tăng dinh dưỡng cho bữa chay của gia đình chúng ta. Vì vậy mà chúng ta hãy siêng một chút mà nấu canh, làm cho bữa cơm gia đình mình nó phong phú lên nha mọi người. Mời mọi người cùng thưởng thức canh bùa ngót với đậu hũ luộc, rất là ngon và hấp dẫn đúng không các bạn? Chúc mọi người ngon miệng, một ngày mới tốt lành, thân tâm an lạc, trí tuệ sáng suốt, đầu óc minh mẫn, nguyện hào quang của Phật A Di Đà soi rọi chúng sanh, gieo rắc bồ đề cho chúng sanh tai qua nạn khỏi, bệnh dịch qua đi tiêu trừ, cho nhân loại được bình yên, hòa bình thế giới. A Di Đà Phật.